ở vào cái thời đại này. Thời đại này là một thời đại cực kỳ lạ lùng nhất của tất cả những cái thời đại khác. Chúng ta là những người đại hữu duyên, đại có phước nhất của tất cả những thời đại khác. Ông bà tổ tiên của mình, ông nội ông cố của mình cứ nói về những cái truyền thuyết ta tận thế và thời Thượng Quân Thánh Đức và Phật, một vị Phật mới ra đời này nọ, là họ rất là mơ ước để mà gặp được. Nhưng mà họ không có sống được 300 tuổi. Chúng ta hiện giờ năm mấy tuổi, hai mấy tuổi, bảy mấy tuổi, chúng ta chứng kiến được thì là chúng ta có đại phước. Thì cộng thêm một cái đại phước nữa là chúng ta còn một tuần hay là ba ngày mà rời khỏi xác phàm, mà nghe được những lời chuyện nói, mà hiểu được mình chết vì cái gì á, thì là cũng là đại phước nữa. Bây giờ Kiều lên mạng cái truyền tin cho cha, cho các chư Phật 3 năm nay, ít nhiều biết bao nhiêu người. Mình đừng có nói những cái lớp Covid mà chết Ấn Độ hay Nam Dương hay là bên Trung Cộng đi, nó không có hiểu được tiếng Việt. Nhưng mà cái lớp mà chết Covid của Việt Nam á, ít nhiều về mấy trăm nghìn người đó, cũng một cũng có một số nghe clip của Kiều là họ biết họ chết về tận thế, là cũng là có phước, đúng không? Mà cái có phước nữa là những người chúng ta còn đang ngồi đây nè. We need to make a big change, một cái thay đổi cực kỳ lớn. Chứ Kiều cũng già rồi, cũng mang nhiệm vụ 3 năm mà cái mặt cũng dày vậy. Trứng gà nó trội ghiết, mấy cái mặt nạ cũng chai luôn á. Đến lúc Kiều phải làm chuyện khác thì mình tự mình phải thay đổi. Coi chuyện này nói chuyện có hữu duyên không, có lý không, có ích lợi cho mình không. Bây giờ tất cả những người ở ngoài kia không có ở trong phòng này, chạy lăng tăng ở ngoài đường, lo củ hành, củ tỏi, chai sữa, họ cho là bận rộn. Mình ngồi đây họ cho là hơi quan tử tí, dư thì giờ đại khái. Nhưng những người đó đó, không biết lúc nào khi họ ra đi, họ sẽ hối hận không kìa. Họ cũng không biết họ đi về đâu. Còn mình ngồi ở đây thì nói mênh mông nó bao la 2-3 tiếng đồng hồ, quý vị chỉ nghe một chữ thôi thì đã hiểu là ý ở bề trên muốn mình cái gì. Thì xuống đây kỳ này cũng là bề trên kêu thì xuống để giao duyên, là vì trong mắt của Phật Mẫu, của Cha Trời, tất cả nhân loại, đừng nói chi người Việt Nam, nói người Africa hay người Mỹ, cũng là con của Thượng Đế. Muốn hồi chị cứ ngồi ở trên Thiên Long Sơn tóm ngày, không có giao duyên Houston, không đi xuống đây nữa. Dưới này cũng là con của mẹ dưới này rất là nhiều. Thì khi mỗi một lần việc đến đây, bao nhiêu chư thần ở cái vùng thành phố này cũng chấn động. Và những người mà đang chạy lăng tăng ngoài kia hôm nay họ không hiểu, nhưng mà lần thứ hai, thứ ba việc xuống họ từ từ cũng sẽ hiểu. Khi họ ngộ ra rồi thì Kiệt được về bề trên thưởng thêm một cái bông mai nữa, tặng cho cái bông mai kia nữa. Nhiều chúng sanh về trời thì cha mẹ thương Kiệt nhiều chừng đó, thưởng nhiều chừng đó. Kiệt là không giỏi, không đúng, Kiệt cũng bị la,